những miếng đất thật sự đáng xuống tiền để sở hữu chúng. Trên màn hình các bạn có thể thấy đang có rất nhiều mảnh đất ở phường Phúc Thành, thành phố Ninh Bình là đất ở đô thị được ký hiệu là ODT. Đây là một miếng đất rất tiềm năng vì như các bạn biết đấy, đất ở đô thị thì luôn thuận lợi cho việc mua bán cũng như là đi lại của người dân. Những mảnh đất trên đã được phân nền hết với những mảnh khác nhau. Đây là hình ảnh thực tế của những mảnh đất đó. Những miếng đất đã được phân lô, bán nền có ưu thế về giá bán, sinh lời cao trong thời gian ngắn, rất đa dạng hình thức đầu tư. Đất ở đây rất tốt vì là đất đô thị, thuận tiện cho việc đi lại còn có thể cho thuê hay xây nhà ở đều tốt. Các bạn muốn xem ký hiệu đất có thể bấm vào đây. Miếng đất này không những thuận tiện đi lại mà còn gần trung tâm thương mại thì sẽ có những lợi ích cũng như tiềm năng nhất định. Tôi sẽ chuyển qua bản đồ thực tế cho các bạn xem kỹ hơn. Tổng kết lại đây là một miếng đất rất đang sở hữu vì địa hình thoáng mát và có nhiều tiện ích xung quanh miếng đất. Vào ngay ghi lân.vn để kiểm tra quy hoạch nhà đất và tất cả các loại bản đồ quy hoạch trên toàn quốc.